phạm này kia, nó ùn ì xèo ở bên rõ ràng. Nhưng mà giờ nó xẹp lép bên mẹ hết rồi, nó tiêu hết rồi, nó tiêu ở chỗ này, nó tiêu ở chỗ này. Ôi để coi thế nào lên đây. À, gì vậy, sao mày nữa? Sao rất là ta? Ồ, chắc nó có phun. Để tao nói mình nó vô duyên quá. Bữa nay là cái like đột xuất thôi, buồn. Tại vì mình nói sơ sơ cho có các bạn hiểu và các người hiểu là chỗ này. Rồi ok thì em mới gửi yêu cầu lại đi, anh đem đưa lên thôi. Nhớ người mà ở Việt Nam hay những người lớn tuổi như tao là những người những ngày giáp Tết. Giáp Tết là cái gì? Là cái người những cái ngày cận Tết. Những ngày cận Tết là cái gì? Những ngày cận Tết là tất cả mọi gia đình ai cũng như ai, giàu cũng như nghèo đều chuẩn bị tươm tất cho gia đình mình. Tao nhớ như in mà. Có nghĩa là người nào mà cất nhà xây thì quắt vôi, những người nào ở nhà thuê thì lấy giấy báo nhật trình. Rồi ngày xưa nha, lấy giấy báo nhật trình rồi quậy hồ lên nè. Quậy quậy gửi yêu cầu đi mày. Đi sáng lấy giấy báo rồi xong rồi lại quậy hồ lên, bắt đầu tô lên, bắt đầu lấy với người là giấy báo nhật trình ngày xưa là biết không, là tờ giấy báo hàng ngày đó, rồi bắt đầu dán lên tường. Là gì? Ta muốn thay đổi cái bộ mặt của năm cũ qua năm mới. Con nít vui mừng, nghèo thì nghèo, nghèo giàu thì giàu, nhưng mà con nít là rất vui. Là gì? Sáng mùng 1, đêm 30, sáng mùng 1 hầu như con nít không ai không không ai không không ai ngủ, chờ thức dậy để biết làm gì không? Để sáng ngày mai mặc được đồ bộ đồ mới. Ở đây mình không nói vấn đề duy tâm hay duy vật, nhưng mà nó thiêng liêng ở cái chỗ là cái điều đó nó làm cho con người ta nhớ hoài, nhớ mãi những cái Tết của cổ truyền của Việt Nam mình. Chỉ có cái Tết cổ truyền Việt Nam mình nó có ghi những cái dấu ấn đậm như vậy. Già như tao mà tao giờ tao vẫn nhớ bồi hồi xúc động như cái ngày mà ông già tao ngủ đi, ngủ ngủ lẹ đi, sáng mai mặc đồ mới. Nhưng mà không bao giờ ngủ nữa. Nguyên một đêm em từ 30 đến mùng 1 không ai đứa nít nào ngủ chân trời, chỉ chờ ngày mai để bận cái đồ bộ đồ mới. Háo rạo rực, không có gì kể cho bằng cái ngày đây, cái đêm đó, đêm 30 rồi được tiền lì xì. Trời ơi, nó sao đâu mình cũng có thể nói diễn là nó tuyệt vời đến mức độ là mình không gian và thời gian bây giờ mình tao thiệt mà tao tao muốn làm lại con nít mà làm lại được đâu. Già rồi, rồi trước lỗ mẹ rồi. Ao ước cái ngày đó trở lúc mà thiếu thời, mà thời đó là Việt Nam mình chiến tranh đó nha, mà nó là như vậy. Thời mình bây giờ nó còn ghê gớm hơn, có nghĩa là nó có thể là như bây giờ nó không còn quý trọng cái điều này, nhưng mà rất là tiếc. Chào Kim Lê Lê nha, cái ông bạn này ở bên Lào ta coi ông hoài ấy mà, ta coi hoài. Đó là một người Việt gốc Khmer, phải không biết nữa. À, ông bạn già, ông này lớn tuổi người tao à, hoặc là bằng tao chứ không phải nhỏ hơn tao đâu. Kim Kim Lê Lê đó, ông này hay về Việt Nam đi du lịch. Chào anh, nếu mà tôi nói sai tuổi thì anh tha lỗi, còn nếu đúng tuổi thì yêu cầu anh lên, gửi yêu cầu đi, anh nói chuyện một vài câu thôi. Để chúng ta giao lưu mà. Nếu anh mến tôi hoặc là tôi mến anh thì anh cho tôi biết anh là ai. Ok, tôi biết anh rất là lâu. Kim Lê Lê, anh có kết bạn với tôi đó, nhưng mà tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh bao giờ. Anh ta vì tôi cũng rất là mến anh. Cái ông này, ổng đi rất là, ông hình như là người Việt Nam ở gốc gì, gốc ở Khmer cái gì tôi cũng không rành lắm.